Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 12 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu sẽ là tin tức thời tiết trên địa bàn tỉnh. Ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng rõ rệt đến tỉnh Quảng Ninh và dự báo vẫn đang tiếp tục tăng cường, sau đó sẽ ổn định. Nhiệt độ khắp các vùng miền trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt giảm xuống và trời rét. Cụ thể, ở khu vực miền Đông, nhiệt độ vẫn thấp nhất toàn tỉnh. Đêm nay dự báo chỉ khoảng 13 độ, còn cao nhất trong ngày mai cũng chỉ 16 độ, trời rét đậm. Khu vực miền Tây và thành phố Hạ Long trời ở ngưỡng rét, duy trì trong khoảng từ 14 đến 17 độ. Trên đất liền, gió đông bắc hoạt động ở mức cấp 3, cấp 4. Vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng cấp 2, cấp 4, tầm nhìn xa 10 km, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Thời tiết rét sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới nên quý vị và các bạn chú ý các biện pháp đảm bảo sức khỏe. Có bây giờ chuyển sang dự báo thời tiết trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta, nằm sâu trong khối không khí lạnh. Đêm nay toàn Bắc Bộ phổ biến ở mức từ 11 cho đến 14 độ, riêng vùng núi nhiệt độ thấp hơn, vùng núi cao có nơi còn dưới 5 độ. Sang ngày mai, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở khoảng từ 13 đến 16 độ, trời rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Với miền Trung, do không khí lạnh dồn xuống nên trong đêm nay và ngày mai, Trung Bộ tiếp tục có mưa. Trong đó từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Mưa lớn ở miền Trung sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới nên còn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Nền nhiệt độ tại miền Trung trong đêm nay và ngày mai cũng giảm mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dưới 20 độ, từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 21 đến 24 độ, còn từ Khánh Hòa đến Bình Thuận là từ 25 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên hầu như không mưa, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến từ 27 cho đến 30 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ có mưa nắng gián đoạn trong ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Nam Bộ giao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận đến Cà Mau đều có sóng to, gió lớn và biển động. Khu vực Bắc Biển Đông biển động mạnh, sóng biển có thể cao tới 5 mét. Gió giật tới cấp 9, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của thời tiết xấu.